Đây, đây là rau ngót Nhật của nhà Hà đây. Bây giờ bà ngoại cắt rau ngót Nhật về đem về bà nội. Đem về cho mấy chị cắm xuống là có thể trồng được luôn nha. Và rau ngót này ăn rất là ngon nha. Nó cần mát đó. Rồi, em đi về quên đi. Các ba con, cái này là rất là dễ trồng, chỉ cần ghi một cái là một tuần sau là nó phúng ra và nó lên. Chỉ hai tuần sau là ăn được. Rau này là dễ trồng dữ lắm. Ngon nhiều, rất là dễ trồng. Ghi cái nó lên. Mà cắt cái nó lên và có thể ăn một năm trời luôn. Chứ không phải có những cái loại rau đó, mình ăn có lần hết. Cái này nó còn hơn rau muống luôn. Rau muống ví dụ mình ăn được cắt xong ăn được 3 lần đến 5 lần. Còn cái này là trời ơi, cắt lên hoài lên hoài lên hoài. Cái rau này dễ trồng nè, bạn nào làm biếng là trồng được nè. Đây là cái chỗ mà cái rau ngót Nhật mà mình mẹ bà ngoại ở nhà mới cắt xong. Đó, mình chỉ cần cắm như vậy thôi. Đây là rau mới lên nè. Hồi nãy là cái rau kia là nó lớn rồi thì mình cắt. Bao lâu nó lên vậy mà? Nó chỉ cần 2 tuần. Đó, thôi. Mình chỉ cần cắm như là khoảng 2 tuần là mình có rau ăn ha. Rồi. Đây là rau ngót Nhật trồng trên một cái đồi luôn ha. Cái này là ở sân dưới của nhà Hè nè. Thì rau này mình có thể nấu với lại thịt nè, nấu với tôm ăn cũng rất là ngon. Và cái lá rau ngật này nó không có bị cứng như là rau ngót truyền thống của mình ha. Mà nó rất là mềm, trẻ con ăn sẽ rất là thích ha. Và có những cái màu xanh đậm này là thường sẽ rất là bổ nè, có nhiều sắc nè. Rau màu xanh đậm nè. Xách rau về từ thành phố mà xách rau về quê. Rồi đây rau của ba Hải đem về dưới quê nè. Rau Sài Gòn đem về dưới quê. Ok. Đã chưa, rau nhà Hà trồng đó, đọc trồng ở Sài Gòn mà cỡ đó đó cả nhà. Cái này xách ra cho chị xem. Ok. Đó, đã chưa. Rau ngót Nhật đó. Cái này Hà nói mọi người á là trồng đi dễ trồng lắm mà ăn cũng ngon mà tốt nữa. Mát lắm, cái rau này nấu canh canh với tôm khô và thịt phẩm thì á mát dữ lắm. Như là canh nó giống như là canh rau dợ mình coi mình vậy đó. Mà dễ là cái gì đó, nó rất là sạch và dễ trồng. Đi một cái kẹp một cái là nhà cửa nó dễ trồng. Này nhà ai cũng trồng được ha. Nước xíu bà nội đi, cô nãy bà nội đi. Mà đặc biệt nha, cái này nếu như mình không ăn nó ra hoa bông màu tím nhạt. Để bữa nào quay hoa cho mọi người xem. Ra hoa rất đẹp. Nghe nói hoa đẹp lắm. Thì có thể là dưa chân đúng không? Không ăn thì chân. Nếu không ăn thì có thể là làm cái vườn hoa ngót Nhật. Cái ra hoa đẹp luôn á chị, nó ra hoa đó, màu tím. Còn không ăn á thì nó ra hoa rất là đẹp. Đây năm về ghiêm cho mấy chậu á. Trời nó dễ lên lắm, mà dạ. ăn hoài nó không có tàn. Mà cái rau này nó mềm, con nít ăn được chị, nó không bị cứng. Mà mềm nó đâu có đắng thôi. Không. Y chang như rau mùng tơi mình á, rau dền rau mùng tơi á. Mà nó ngọt, nó mát. Cái này nấu với thịt bằm. Thịt bằm với tôm tép đó, dạ. Nó mềm đó. Cái lá nó không có bị giống như rau ngót mình đâu. Cái cọng già đó là chi ghim lại. Cái đầu cái góc già cho em ra ghim lại là được ổn rồi. Rồi, cả nhà sẽ có thêm một cái món ăn ngon trong bữa cơm gia đình ha.